Thưa quý vị và các bạn, đây là khu vực lòng hồ thủy điện Đồng Nai 4 nằm trên địa bàn xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm. Với độ sâu trung bình 70m, hệ thực vật phong phú vây quanh hồ, đây còn là nơi đang được khai thác mặt hồ để nuôi cá nước lạnh khá hiệu quả. Cá tầm là một loại cá nước lạnh có giá trị kinh tế cao, đang được nuôi khá phổ biến tại những vùng ở Lâm Đồng. Nhưng Bảo Lâm, một vùng đất có khí hậu tương đối nóng, cũng đã thành công khi nuôi cá tầm. Với 80 lồng, mỗi lồng rộng 4x4m, công ty trách nhiệm hữu hạn cá tầm Beluga và Caviar Ngọc Minh Anh đã thả thử nghiệm 25.000 con cá tầm với các giống Beluga, Nero, SPV. Kết hợp nuôi thử nghiệm, công ty vừa đánh giá mức độ thích hợp của các dòng cá tầm với việc nuôi lồng bè trong hồ thủy điện Đồng Nai 4. Bởi đây cũng là đơn vị đầu tiên nuôi cá tầm thương phẩm tại Bảo Lâm, chưa có mô hình tương tự để tham khảo. Kết quả cho thấy, giống cá tầm Beluga rất thích hợp với điều kiện tự nhiên tại nơi này. Công ty thả nuôi cá giống từ tháng 6 năm 2023, với cá giống nặng khoảng 10 con một ký. Ban đầu công ty thả với mật độ 500 con một bể. Sau khi cá lớn, cá được sang ra các bể khác, giảm mật độ nuôi dưỡng. Sau 10 tháng, đã có những con cá tầm Beluga đạt trọng lượng 2 ký. Đây là mức phát triển rất tốt đối với giống cá tầm. Ở đây thì cái này nói khó thì cũng khó, nhưng mà thực sự ra nếu mình biết, mình tính ý một tí thôi. Ví dụ mình phải chăm chú về cái vấn đề nhiệt độ để cho ăn nhiều hay ít. Cái phân cá nó đi ra thì nó có thừa hay không? Nếu mà nó đi phân mà thừa, phân tươi mình gọi phân tươi thì nó sẽ ảnh hưởng, thì mình phải giảm để chế độ ăn lại. Cho nên là thực sự ra nó khó thì cũng phải khó, mà mình chỉ chú ý tí là mình sẽ nuôi được. Cá tầm là giống cá ăn ở tầng mặt. Vì vậy, mỗi lồng đều có hệ thống nâng, hạ đáy để vừa dễ chăm sóc, đồng thời dễ trong việc thu hoạch. Một điều rất thuận lợi là hồ thủy điện Đồng Nai 4 có dòng chảy ngầm dưới đáy hồ. Hồ cũng rất rộng, nhiệt độ cũng như độ sạch của nước ổn định. Cá tầm không gặp nguy cơ sặc bùn, vỡ bể như nhiều trang trại khác. Thời điểm này đang vào cao điểm nắng nóng, cá lười hoạt động, sinh trưởng chậm. Lượng ăn cần giảm xuống để không lãng phí cũng như rơi rớt thức ăn cá ra ngoài môi trường. Mức đầu tư nuôi cá tầm khá lớn nên công ty cũng đã có khảo sát rất kỹ về nhiệt độ, độ sâu, chất lượng nước trước khi thả những con cá tầm đầu tiên. Lồng được làm bằng các hộp xốp, hệ thống bể cũng như hệ thống dàn sắt vững vàng, dễ đi lại. Hệ thống nuôi cá đảm bảo bể nuôi vững chãi ngay cả những khi mưa to gió lớn. Quá trình để nuôi được cái cá này thì công ty đã mất một thời gian khá dài để khảo sát, đo cái nồng độ pH, các cái tính chất hóa lý của cái mạch nước này, cái lòng hồ này, dòng chảy. Nó được cái là nó sử dụng cái dòng điện nước nguồn thủy điện tái tạo, cho nên cái mực lên xuống là nó không có dao động nhiều, nó chỉ khoảng 1 mét thôi, cho nên nó rất thuận lợi. Cái độ oxy nó cao, nuôi được cá tầm. Thì đó, cho nên công ty chọn ra cái này để nuôi cái cá tầm là nó phù hợp. Nhiệt độ nó cũng phù hợp, nó có thể là dao động không quá 30 độ, cho nên trung bình nó một năm khoảng 24 độ thôi. Thì qua cái việc nuôi cái mô hình cá nước lạnh ấy, hiện nay đã nuôi thành công ở Đắk Long Thượng. Hiện nay đang nuôi thử nghiệm ở cái hồ ngoài 4. Thì qua đánh giá nuôi được tầm khoảng hơn 2 tháng thì đã cho cái đàn cá phát triển tốt, đặc biệt là cái giống cá tầm Beluga. Qua thử nghiệm của doanh nghiệp đã phát hiện nhiều giống cá tầm thích hợp với điều kiện nhiệt độ, nước của vùng Bảo Lâm, cho kết quả sinh trưởng tốt. Mô hình nuôi cá tầm của Ngọc Minh Anh đang phát triển tại lòng hồ thủy điện lớn, nâng cao giá trị kinh tế, cũng như là cung cấp cho thị trường những con cá tầm chất lượng cao. Đây là một hướng mở, mở ra cơ hội sản xuất cá cao cấp, mang lại thu nhập cao cho doanh nghiệp và vùng đất Bảo Lâm.